Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhé, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện, và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đến bài 183. Đề bài 183 như sau. Một thanh đồng chất tiết diện đều có chiều dài L, trọng lượng 20 N, một đầu gắn vào trần nhà bằng một bảng lề, đầu còn lại treo bằng một sợi dây, sao cho khi đứng yên, phương của sợi dây hợp với phương của thanh một góc vuông, và góc hợp bởi thanh với trần nhà là 30 độ như hình 1.52. Tính lực căng dây T. Thì trong cái bài này thì mình từ mấy cái bài gần đây thì chúng ta đều làm về cái thể loại đó là đòn bẩy. Thì đây là một cái bài cũng như vậy. Thì với cái thể loại này á, thì chúng ta phải cần phải phân tích lực được trên hình vẽ và biết được các cái đặc điểm của nó, như là đòn bẩy, như là cánh tay đòn, như là điểm tác dụng lực, như là điểm tựa, vân vân. Vậy thì mình thấy là cái thanh AB á, cũng giống như cái đoạn AB này nè, là một cái trần nhà. Ở cái đầu A này người ta cố định một cái đinh vít vào đây để người ta treo. Mình thấy là cái thanh này nó có thể nó dịch chuyển lên xuống được. Và để nó cố định được như thế này là người ta lấy một cái sợi dây, người ta móc vô cái trần nhà đây nè. Thì mình thấy họ nói rõ là cái sợi dây này, cái phương của sợi dây này với cái thanh AA, ví dụ cái thanh này là thầy đặt là thanh AC. Thì để tiết kiệm á, thì cái hình này nếu mà thầy vẽ lại thì nó cũng giống như vậy. Thì bây giờ thầy tiết kiệm là thầy cũng để đỡ mất thời gian vẽ thì thầy bổ sung trên cái hình này thôi. Vậy đây là điểm A, coi như chỗ này là điểm C nè. Được chưa? Cái C là của cái thanh, vậy AC là cái thanh này. Đó, còn cái điểm B là cái điểm người ta sẽ nối cái dây, treo cái sợi dây này vào cái thanh này. Được chưa? Đó, cái trần nhà đó. Vậy thì trên này nó có cái lực căng của sợi dây, thì cái góc này là góc vuông này, họ cho 90 độ này. Cái góc này là góc vuông này mấy bạn. Đó. Rồi, cái điểm tác dụng lực thứ nhất đó là ở đây mình thấy là khi cái thanh này mình tưởng tượng nó dịch chuyển lên xuống á, thì nó sẽ quay quanh cái điểm A. Đúng không? Vậy cái điểm A chính là cái điểm tựa. Rồi, trên một cái bài đòn bẩy là nó có nhiều lực tác dụng mà ít nhất là có phải 2 điểm tác dụng lực. Vậy cái thứ mình thấy là cái thanh này nếu mà không có sợi dây này thì khi thả ra nó sẽ rơi xuống. Nó rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực. Và trọng lực người ta phân bố, ở đây họ cho điểm O này. Ví dụ như là cái điểm O này là cái điểm chính giữa của cái thanh. Và họ không nói gì thì cái thanh AC này nó có trọng lượng phân bố đều. Và trọng tâm của nó sẽ nằm chính giữa của cái thanh này. Do đó cái đoạn AO là bằng OC và bằng một nửa chiều dài AC. Và chiều dài AC này họ ký hiệu là L, bởi vì chiều dài của cái thanh này ký hiệu L. Rồi, cái điểm tác dụng lực thứ hai đó là cái lực căng T của sợi dây này kéo cái sợi dây lên ngược trở lại, thì nó sẽ làm quay cái thanh này quanh điểm A. Do đó A là điểm tựa, thì khoảng cách từ điểm tựa đến phương của lực của sợi dây này nè chính là cánh tay đòn của nó. Vậy thì ở đây để cho dễ minh họa là thầy vẽ thêm vô, thì bây giờ mình vẽ thêm vô nè. Cái cánh tay đòn của ứng với cái lực T là mình thấy cái cánh tay đòn của nó là khoảng cách từ điểm A đến phương của lực là trên cái sợi dây này chính là cái đoạn AC luôn, bởi vì cái đường vuông góc từ điểm này đến một cái đường thẳng đó, cái đường thẳng mà
trên cái phương của lực là trên cái sợi dây mà đi trên cái lực căng T này nè. Còn đối với cái trọng lực B thì điểm tựa là A, thì khoảng cách của nó là từ điểm A đến phương của lực. Nên ở đây chưa có phương của lực thì thầy vẽ vô phương của lực này. Thầy vẽ thêm vô bằng cái nét đứt đi cho chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây, dùng màu đỏ hết cho dễ nhìn nha. Phương của lực là nó trùng với cái đường thẳng này nè. Đó, nó nằm trên cái đường này. Đó, mình hiểu không? Vậy thì khoảng cách từ điểm A đến cái đường này chính là, đây chính là cái đoạn, ví dụ thầy đặt đây là điểm điểm N đây, là chính là cái đoạn AN đây nè. Đó, nó vuông góc, thấy không? Đường AN nó vuông góc với phương của lực đi theo cái đường trọng lực B này nè. Đó, chính là đoạn AN. Còn từ điểm A mà đến cái phương của lực theo cái đường cái lực căng nè, theo phương của sợi dây nè, chính là đoạn AC. Đó, nên là có rồi thì thầy không có minh họa vô đây nữa. Rồi, vậy thì cái điểm này điểm O rồi, để điểm N rồi. Thì bây giờ mình viết điều kiện cân bằng của đòn bẩy rồi mình tính thôi. Được chưa? Rồi thì mình nói là khi thanh AC cân bằng, cái thanh này chính là cái đòn bẩy đó, phải không? Thì ta có là gì? Điều kiện cân bằng của đòn bẩy này. Lực thứ nhất là trọng lực B có tác dụng làm cho thanh chuyển động xuống phía dưới. Lực nhân cánh tay đòn của nó, cánh tay đòn là đoạn AN, khoảng cách từ điểm tựa đến phương của lực. Được chưa? Bằng cái lực thứ hai là lực căng T có tác dụng làm cho thanh AC này dịch chuyển ngược trở lại. Và cánh tay đòn của nó là khoảng cách từ điểm tựa A đến phương của cái sợi dây này là đường vuông góc, chính là đoạn AC, nó vuông góc với sợi dây luôn rồi. Là nhân cái đoạn AC. Cái đoạn AC này là họ cho chiều dài L là có, lực T là mình muốn tìm, B là trọng lượng họ cho 20 N, nó chỉ thiếu AN thôi. Đó, thiếu AN. Rồi thì mình đặt đây là phương trình 1. Mục đích bây giờ tiếp theo là thầy sẽ tính được cái đoạn, đi tính ra cái đoạn AN này để thầy thế vô chỗ đây. Thì muốn tính được thì mình xét trong tam giác ANO, cái tam giác này nè. Mình thấy cái góc này là góc vuông rồi nè, đúng không? Góc này góc vuông rồi. Thì cái góc này là 30 độ nè, cái góc chỗ này là 30 độ. Thì mình sẽ dựa vô sin của góc 30 độ hoặc cos của góc 30 độ để chúng ta tính. Vậy thì cái đoạn AO này là có rồi nè, nó là bằng một nửa của đoạn AC bởi vì nằm chính giữa cái thanh. Còn cái đoạn AN là mình cần tìm, vậy thì mình phải dựa vô cos 30 độ. Thì mình nói là trong tam giác vuông, nói rõ luôn ha. Đó, trong tam giác vuông thì mình mới có được điều này là ANO có là có cái điều gì? Cos 30 độ. Cos 30 độ, góc 30 độ này. Cos là bằng kề trên huyền. Kề là cạnh AN. Trên huyền là cạnh AO. Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra AN là cần tìm, là lấy AO nhân cho cos 30 độ. Được chưa? Rồi, bằng nè. AO là bằng AC trên 2. Cos 30 độ là căn 3 trên 2. Mình bằng thêm một bước nữa, AC chính là chiều dài L nhân cân 3, căn 3. Còn 2 nhân 2 là nó ra 4. Vậy chúng ta sẽ suy ra được đây nè, cái cạnh AN của mình là bằng L nhân căn 3 trên 4. Rồi. Thế thì từ đây mình mới thế vào phương trình 1. Thế AN vào 1. Vào 1 thì chúng ta có cái điều gì? B là 20 Newton nhân cho AN là L nhân căn 3 chia cho 4 bằng lực căng T. AC là chiều dài của cái thanh này và họ cho là L. Thì hai bên đều có chiều dài L thì chúng ta bỏ đi. Vậy thì từ đây bỏ L rồi thì từ đó sẽ suy ra lực căng của T là bằng cái cụm này 20 căn 3 chia 4 là bằng 5. 20 chia 4 là 5, 5 căn 3. Được chưa? À, để cái số 5 căn 3 cho nó đẹp. Còn nếu chúng ta bấm máy thì nó có thể là ra xấp xỉ là 8,66. Và đơn vị là Newton. Vậy lực căng của sợi dây là 8,66 Newton, đúng không? Vậy lực căng của sợi dây là 8,66 Rồi, vậy là chúng ta đã giải xong bài 183 trong phần cơ học của cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì không biết là những cái bài phân tích lực như thế này thì có cái phần nào chúng ta cảm thấy nó khó hay không? Thì mình cũng bình luận xuống phía dưới.
để thầy có thể là làm rõ hơn. Ở đây nó có khó một cái của chúng ta, đó là thầy nói cái minh họa nó cũng ít, khó rõ, khó thấy ha. Khi nói trực tiếp thì nó dễ hơn, còn qua cái phần này chúng ta phải tưởng tượng ra, thì khi thầy nói cái thanh đặt nằm ngang thì mình phải nhìn nó như thế nào, khi đặt thẳng đứng thì nó như thế nào, chúng ta nhìn cho ra thì mới làm được đó. Và nhớ với cái bài đoạn 7 thì nhớ cho thầy ba cái nguyên tắc thôi, ba cái phần thôi. Thứ nhất đó là điểm tựa là cái điểm nào, thì mình phải tưởng tượng cái thanh nó sẽ xoay quanh cái điểm đó thì nó chính là điểm tựa. Cái thứ hai đó là lực tác dụng thứ nhất nó nằm chỗ nào, và từ đó mình sẽ suy ra được cánh tay đòn là khoảng cách từ điểm tựa đến phương của lực. Nếu mà trong trường hợp mà cái thanh nó nằm ngang, cái nằm nằm theo một cái góc độ nghiêng như thế này thì thường các bạn là sẽ dễ xác định sai cánh tay đòn. Còn cái thanh mà đòn bẩy nó nằm ngang thì rất là dễ cho các bạn. Đó. Thì lưu ý mình chỉ nhớ cái câu đó thì mình sẽ làm được, là khoảng cách từ điểm tựa đến đến phương của lực thì đó chính là cánh tay đòn. Thì chúng ta sẽ làm đúng thôi. Rồi, nếu các bạn có cần gì thắc mắc thì chúng ta cứ bình luận xuống phía dưới nha. Thầy sẽ tổng hợp lại và thầy sẽ giải thích cho mình. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau ở bài 184.